thì sao bà kia rửa gì? Từ từ. 167. Được 3 cái rồi. Cùng 48. Nhắm lửa hả? Chị có bự dài vậy? Ngày nào ông cũng bồi mày ăn. Bồn con nhìn nhiều, nhìn con như con sao một hết vết. Nhắc đến gà Việt heo, mọi người hay nghĩ ngay đến cân điện tử Gia Phát. Vì cân điện tử Gia Phát luôn có những cái mẫu cân chuyên dụng inox chống nước, chống rỉ và chốt số để cân gà Việt heo anh chị ha. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này nó hữu ích và cái mẫu cân này nó đúng với cái cân điện tử mà mình đang cần, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 333. Đây là số điện thoại hotline quen thuộc của công ty cân điện tử Gia Phát. Cân điện tử Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và giao cân nhanh nhất ạ. Xin cảm ơn ạ.